Hồi nãy có nghe Phương khen Quân đẹp trai á, thì giữa Quân với lại anh Kiều Giang ai đẹp trai hơn? Phải rất rõ ràng chứ, mình rất là công tâm. Mê thì có mê chồng á, nhưng mà trai đẹp thì không thể rất là rõ ràng. Nhìn vô là biết ai đẹp trai hơn rồi. Nhưng mà đẹp đảo hơn chắc chắn là Kiều Giang nha. Được biết là chị Phương với anh Giang có được Diệp Nhi mời đám cưới á, thì mình có cái lời gì nhắn nhủ và chúc mừng tới Diệp Nhi, hay muốn nói điều gì trước khi đám cưới chị Nhi? Nghĩa là cái ngày biết là sẽ có, nhưng mà nghĩ là ngày đó không sớm như vậy đâu, nhưng mà rất là chúc mừng Nhi, thì vì Nhi đã cưới cái năm của đời mình rồi. Tại vì chị cũng anh Tú nha, anh Tú nha, hy vọng là anh Tú sẽ là Trường Giang thứ hai. Theo đó có nghĩa gì ta? Trường Giang thứ hai là sao ta? Với kinh nghiệm mà người đã lập gia đình rồi, giờ gọi là gì, giữ chồng á, thì Nhã Phương có gì nhắn nhủ gì không? Là thoải mái nha, nó lầy lắm, đi lầy nhưng mà làm gì trai người ta mê đổ à. Dạ, đám cưới sắp tới thì chị có quẩy hay là làm cái gì đặc biệt cho đám cưới Diệp Nhi không? Nên là hôm đó hai vợ chồng sẽ chia đôi phân bơ, người sẽ ở Thánh Kiến và người sẽ ở Sài Gòn, và cho tôi sẽ có vì cái hành động đó. Không, tại vì sao thì đó mình đã không chọn hai vợ chồng. Phương ơi, anh Giang bảo là vợ tôi là sướng nhất ở cuộc sống nhận á, thông tin này có đúng không Phương? Tại vì rồi nó quá rồi sướng nhất trong nhà thì có không nhất là con gái gì là thì đại phương gì là đẹp con gái đó vậy thôi, chứ còn không dám nhận. Không biết trong tương lai hai vợ chồng có lên kế hoạch sẽ sinh thêm bé thứ hai không? Ai đương nhiên là có, tại vì lần hỏi con em bé con là có hy vọng là chị sẽ cho con là 2, 3 sẽ là nhiều con. Vì nếu như mình có khả năng thu nhập thì bây giờ em có con là Phương muốn có con trai con gái. Với lịch trình làm việc dày đặc của hai vợ chồng á, thì mình chuẩn bị cho cái kế hoạch sinh con không?